Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhắc từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Châu Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với cà phê sáng và thời sự thế giới trong ngày thứ năm hôm nay. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, đầu tiên thì Ngọc Lan có một thông báo để gửi đến quý khán thính giả trong ngày hôm nay trước khi chúng tôi quên. Dạ, <laughs> Bởi vì quên, rồi. quên lắm. <laughs> đến có tuổi rồi. Thưa quý vị, à, bắt đầu từ ngày thứ sáu, 14 tây tháng 7 cho đến ngày thứ bảy, 15 tây tháng 7 thì chương trình đại hội La Vang sẽ được tổ chức ở ngay tại nhà thờ chính tòa trước Kitô giáo phận Orange bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 chiều của ngày thứ sáu và ngày thứ bảy này thì ở trên đài Lido Saigon TV 56.10 ở Bắc Cali là 16.11 và là ở Houston 27.6 sẽ sẽ đều có cái tường trình trực tiếp về cái đại hội này thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Nếu quý vị ở bên trong thì còn đỡ bởi vì có thể có máy lạnh. Hy vọng là máy lạnh được điều hòa không khí nhưng mà bên ngoài nếu một quý vị đi phải đứng bên ngoài bởi vì đông quá đó thì nên cẩn thận bởi vì tiếp tục thứ bảy chủ nhật này nóng lắm quý vị ơi từ ngày hôm mấy ngày hôm nay rồi yeah. nhưng mà dần dần sắp tới sẽ nóng vô cùng bởi vì bây giờ mình đang bị một heat dome đặc biệt là Arizona và miền Nam California nhưng mà theo dõi đó thì tình trạng này cũng đang xảy ra ở bên Florida và Washington DC luôn nữa. Nhưng mà bên đó chỉ bị heat wave khác với heat dome. Heat dome là cả một cái bầu khí quyển um, bị nóng quá và họ nói rằng cái nguồn khí nóng này nó không hòa tan được, nó không lan sang được đại dương. Chúng ta có bờ biển Thái Bình Dương, uh, biển lạnh nữa khác hoàn toàn với đại tây dương ở bên florida là biển nóng thái bình dương là biển lạnh nhưng mà lần này đó cái cái luồng khí lạnh của biển đó, nó không đi vào đất liền được và vì thế cái luồng khí nóng nó hội tụ lại và hai bên chia cắt khiến cho thường đó nó làm giảm được nhiệt độ vào mùa hè là nhờ cái luồng khí mát ở ngoài biển thái bình dương thổi vào nhưng mà giờ đây thì à, hoàn toàn khác cho nên chúng ta bị cái hết đôm nó cứ ở đó nó không di chuyển đi đâu cả nó không hòa tan vào được những cái luồng khí khác và vì thế California có một nơi nóng nhất trên thế giới này chưa có nơi nào nóng bằng bao gồm luôn sa mạc Sahara Sahara nổi tiếng là nóng xưa nay nhưng mà so với nhiệt độ của Death Valley thưa quý vị thung lũng tử thần thì hôm nay là khoảng 123 đến 125 độ wow. Nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng á cũng vào ngày này cách đây um, nhiều năm ở Arizona đã có lúc lên 123 độ. Cho nên ngày hôm nay có nơi lên 118 độ ở Arizona mà người ta nói rằng là vẫn chưa đạt tới kỷ lục nhưng mà có nơi như thế. À Coachella cái nơi mà à, dùng à, làm cái chỗ cho thanh thiếu niên tụ hội mùa hè. À, đại nhạc hội của Chela kéo dài cả tuần đó. hôm nay nhiệt độ cũng lên tới 118 độ cho nên đặc biệt khi khu vực phía Bắc quận Cam thì nóng hơn nhiều so với vùng Huntington Beach và bụng biển à, cho nên sẽ thu hút nhiều du khách à, đi về hướng Đông Bắc tức là quý vị đi từ uh, xa lộ 91 đi tới Riverside San Bernardino rồi bắt đầu đi vào Empire inland Empire rồi vùng Indio à, 215 đó, ồ uh, sẽ nóng vô cùng luôn, à, cho nên à, trong à, thời gian này à, nhiệt độ sẽ tiếp tục nóng à, hết tuần này, à, chưa biết được tuần tới sẽ như thế nào nhưng mà họ nói thứ bảy chủ nhật này cũng sẽ là nóng ghê gớm lắm. Yeah. Ngày trưa hôm qua lúc mà Ngọc Lan bước ra ngoài rời khỏi đài này yeah. lúc mà khoảng 1 yeah. giờ mấy là mình thấy được một cái bầu không khí nó nóng ư cực 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 cũng khiếp Uh, thưa quý vị uh, đây là một cái tin liên quan đến những người đi uber hoặc là tài xế uber uh, thấy là rất là khủng khiếp ừ. đó là một thanh niên 21 tuổi đã bị uh, người tài xế lái uber bỏ quên ở bên đường Mình nghe ngộ bỏ quên ở bên đường khiến cho anh bị xe đụng chết thì bây giờ gia đình anh này ừ. đang nộp đơn để kiện cái công ty uber lý do là như thế này tức là ngày hôm đó đó theo như cái đơn kiện của gia đình anh này gửi đó là vào ngày hôm 21 tháng 5 thì lúc đó khoảng 2 giờ rưỡi sáng rồi thì anh thanh niên này là Cory Hunter, anh đi cùng với năm người bạn nữa trên một cái chiếc Uber. Đi Uber như vậy thì lúc mà đang chạy trên Freeway 91 ở khu vực Los ừ. Angeles đó thì lúc đó anh nói là theo như gia đình mô tả là anh ngủ sai, anh ngủ ở trên xe anh không biết ừ. thì chiếc xe đó, nó dừng lại xong rồi có người gọi anh dậy bước ra để cho một cái người ở trong xe đó bạn đồng hành của anh bước ra ngoài để ói cũng chưa biết nó bị gì nó ói nha yeah. thì anh này là đang ngủ say thì anh bước ra anh bước ra xong rồi sau rồi mọi người cái lúc mà xe chạy á anh... tài xế quên mất tiêu là anh còn ở dưới đường thì uhm. anh này cũng chưa biết cái tình trạng anh lúc đó có thể anh ngủ say hay là anh có bị uh, cũng là say rượu hay không chưa biết nhưng mà lúc đó thì anh mới đi đi bộ ở trên uhm. cái cái freeway đó thì bị một chiếc xe khác tông trúng à, thì cũng anh bị chết biết là anh đi Dạ thì mất tại vì anh hướng. chiếc xe là chạy như vậy thì một cái chiếc xe mà đụng anh á là một một cô gái đụng thì nói rằng là cô đó cũng bước xuống để giống như là hỗ trợ giúp cho anh gọi ừ. cảnh sát vân vân nhưng mà sau đó anh qua, không qua không khỏi cảnh sát không có truy tố cái cái cô gái Đúng mà đụng rồi. cái Đài anh này. thanh niên này mà bây giờ gia đình á, thì nộp đơn để mà kiện công ty Uber Nói rằng là người tài xế đó đã bất cẩn Rồi công ty này không có giống như là không có trách nhiệm vân vân Nhưng mà riêng khi mà liên lạc với luật sư à, của tài xế Chị lái chiếc xe đó đó Thì luật sư nói rằng là à, thật sự đó là một cái sơ suất thôi Cái lúc mà chạy và phát hiện ra là trên xe không có cái anh Corey này Thì người tài xế đó đã quay lại để đi tìm đó đã quay lại đi tìm rồi xong sau khi biết là cái tai nạn đã xảy ra và anh này đã bị thương và bị chết thì người tài xế đó cũng tỏ ra rất là hoảng loạn, cũng cố gắng làm cái việc này việc khác nhưng mà thật ra là cũng không biết làm gì thì bây giờ để uh, xem xét coi là trong thời gian tới uh, công ty này như thế nào nhưng mà cũng có một cái điều hơi lạ là gia đình này á nói rằng là kiện và cũng chỉ muốn cái mức bồi thường á có 25.000 đô la thôi cho cái chết của anh này thì đó là cũng cũng nghe ở cái mức bồi thường nó nó ít. Uh, nhưng mà từ đây mới thấy rằng cái chuyện đi Uber rồi cái tài xế thí dụ thành sách mà đông á, trên xe thì nhớ kiểm tra đồ lại sau để tình trạng mà kêu Mình xuống xong bỏ Uber quên một là, người. Là say yeah. xỉn nhất là ở ừ. Los Angeles nữa. À, và trường hợp này đáng tiếc. À, trong khi đó thưa quý vị à, các báo cáo về số lượng du lịch ở các nơi à, đặc biệt là ở tại châu Âu chúng ta thấy rằng đi nếu mà quý vị đi du lịch ở châu âu hoặc là các nơi khác sẽ thấy đa phần đó, những trong số các du khách đó, người mỹ do tình hình sau đại dịch và tình hình kinh tế trên khắp thế giới thực sự mà nói đó hoa kỳ này là có nền kinh tế vững chãi nhất chúng tôi dùng chữ vững chãi bởi vì tình trạng lạm phát gây ảnh hưởng các nơi chiến tranh ukraine thế nhưng nước Mỹ chính phủ đã bơm tiền nhiều nhất cho người dân và bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ kim và vì thế chưa kể là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong mọi thời đại nữa từ năm 1969 đến giờ còn thấp hơn nữa cho nên người Mỹ dùng dĩnh tiền bạc họ để dành tiền và họ nhất định sau thời gian đại dịch thì đi chơi và lần này đã họ chọn rất nhiều và phần lớn những um, địa điểm du lịch trên thế giới chúng ta thấy đó là nước ý thì mình đến Rome hoặc là Florence, Tây Ban Nha Barcelona Madrid, à, đi Paris ở Pháp, London ở Anh rồi ở Hy Lạp vân vân thổ nhĩ kỳ. Những địa điểm quan trọng nhất đó, người Mỹ những người họ nói rằng à, có người thì đi rồi nhưng mà có người nói mặc dù tôi đi rồi tôi vẫn nhớ bởi vì mấy năm trời không quay trở lại thì nhớ và vì thế cái số lượng du khách Mỹ bây giờ nó tràn ngập ở khắp nơi. À, mặc dù thế à, theo uh, tổ chức du lịch thế giới họ nói mặc dù khắp nơi và chỗ nào cũng đông cả. Ngọc Lan có thể tưởng tượng đó một trong những cái địa điểm di tích lịch sử của Hy Lạp đó, Acropolis. Ừ. Họ nói ngày hôm nay du khách đứng chờ 2 tiếng đồng hồ. Nó như nó còn hơn cả Disneyland nữa. Hai tiếng đồng hồ để đi vào một cái cái địa điểm tham quan nổi tiếng nhất trên thế giới này. Chúng tôi tiếp tục với bản tin về du lịch ngay sau phần quảng cáo để cho thấy người Mỹ hiện nay đang hỗ trợ rất lớn đến ngành du lịch địa phương và nền kinh tế địa phương của các quốc gia châu Âu. Ngay sau phần quảng cáo quý vị Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070. Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Anh Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với cà phê sáng. Chúng tôi đang đề cập đến tình hình du lịch ở khắp nơi trên thế giới. Ở những quý vị nào người Việt Nam mới vừa đi du lịch ở châu Âu về chắc biết được cái tình trạng này đi tới đâu. Quý vị cũng thấy khủng khiếp đó. Tưởng là quay trở lại thì vắng vắng chút đỉnh. Nếu quý vị đi du lịch từ khoảng tháng 5 cho tới đầu tháng 6 thì là rất là tuyệt bởi vì lúc thời điểm đó nó chưa có đông du khách. Nhưng mà bắt đầu từ giữa tháng 6 trở đi và đến giờ phút này cho đến đầu tháng 9 luôn đó. Quý vị sẽ phải đương đầu với cái số lượng khách du lịch đông khủng khiếp. Nhất là các địa điểm mà thu hút du khách Ý, Pháp, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đặc biệt bây giờ người ta đến khủng khiếp. Có hai địa điểm Madrid với Barcelona và các vùng biển khác nữa. À, có nhiều lý do. Thứ nhất như chúng tôi đã thưa đó, tình hình kinh tế của Mỹ quá tốt hiện nay lạm phát thì cũng cao nhưng mà so với châu Âu đó thì thấp hơn. Chưa hết đó, là đồng tiền Mỹ hiện nay rất mạnh. Và chưa kể đó, giá cả lạm phát ở Mỹ đi nhà hàng mua sắm ăn uống đắt hơn so với châu Âu Ngọc Lan. Nhiều người nói ra, họ nói rồi dùng đô la của Mỹ và đi tới và thậm chí nơi Anh Quốc, London là nơi sử dụng bảng Anh một đồng 25 cent đó ấy vậy mà họ vào trong nhà hàng đi chơi uh, rồi sang ý sang tây ban nha uh, hy lạp họ họ rất là hài lòng họ nói dùng đi dùng cái đồng tiền đô la đi sử dụng đó thì thậm chí uh, ăn uống tiêu xài nó còn rẻ hơn ở california nữa yeah. ở los angeles hoặc là rất nhiều nơi khác san francisco và thực sự quý vị uh, đi uh, du lịch nội địa ở nước mỹ đó lên washington DC hoặc là sang Florida, quý vị cũng sẽ thấy đắt đỏ vô cùng. Đó là lý đó là lý do người Mỹ thì tiêu xài quen rồi. À, tuy nhiên, so với năm 2019, 2019 thì quý vị đến giờ phút này vẫn là đỉnh điểm du lịch hầu như mọi thời đại vì lý do thời gian đó cả thế giới, nền kinh tế thế giới đang phát triển, không có chiến tranh của Ukraine, người nga đi du lịch cũng kinh hoàng luôn. Trung Quốc không có đại dịch, người Trung Quốc đi du lịch cũng kinh hoàng luôn. Cho nên đến giờ phút này mặc dầu là ở Hy Lạp hay là ở các nơi họ nói là du khách đã đông trở lại nhưng mà vẫn không bằng năm 2019. So sánh ra cái tỷ lệ đó vẫn thấp hơn 2019 khoảng 10%. Wow. Nhưng mà người địa phương ngày hôm nay họ rất mừng họ nói mặc dầu đông nhưng mà lúc trước đó chúng ta nhớ đó mỗi mỗi khi mà xảy ra năm 2018, 2019 đó, thậm chí đó người dân địa phương ở Ý, Tây Ban Nha xuống đường biểu tình luôn. Họ nói rằng cái tình trạng du khách đến độ đó, thứ nhất đó làm cho mọi thứ giá cả nó tăng. Người dân ở sống ở các thủ đô đó chịu không nổi. Họ xuống đường họ biểu tình, họ yêu cầu chính phủ làm cách nào đó giảm thiểu cái số lượng du khách. Thế nhưng giờ đây thì không ai ta thán gì hết Họ nói ô cứ vào đi. À, nếu mà quý vị đi các khu um, du lịch của châu Âu, quý vị sẽ thấy thiếu vắng rất nhiều người Trung Quốc. Chúng ta thấy rõ luôn, đó, không có người Trung Quốc và không có người nga vì cái tình trạng mà chiến tranh của nga, cho nên gây ảnh hưởng tới lượng uh, ít nhất là khoảng 10%. Còn những người Trung Quốc nào có tiền thì họ vẫn đi chơi như thường. Uh, năm 2018, 2019 rất nhiều người Trung Quốc họ để dành tiền họ đi Việt Nam, họ đi Thái Lan, họ đi châu Âu. Và họ sang Mỹ rất nhiều. Và đi tới đâu họ xếp hàng hàng dài trong các tiệm như Louis Vuitton, Chanel để mua sắm. Thì giờ đây những cái thương hiệu lớn đó, họ có khách nhưng mà nó không bằng với 2018, 2019 nữa cũng lạ ha, 2019 cứ cứ được xem là một cái cục mốc cho nhiều việc đúng, nhiều nhưng mà đùng một cái cái qua 2020, cuối 2019 đầu 2020 yeah. là đại thứ dịch thay bùng nổ yeah. mọi thứ thay đổi cho đến ngày hôm nay hơn 3 năm đã trôi qua rồi nhưng mà cũng chưa trở lại bình thường hết. Ừ. À, thưa quý vị, à, cái sự bình thường đó Ngọc Lan nghĩ cũng sẽ trở nên bất thường nếu như mà một ngày mình phát hiện ra được ở trong cái gần nhà mình nó có một cái con trăng, ừ. có một cái con trăng mà nó dài 15 feet tức ừ. là khoảng 5 mét mà nó sẽ bơi nó nó bị sóng chuồng nó đi ở trong cái khu vực nhà mình thì tưởng tượng là mình sẽ cảm thấy là mình mình vĩnh lắm đó cái con trăn này à, bình thường á thì cái người chủ của nó lại là một cái mà người ghê đàn ghê ông đó. ở Sharkworth uh, ở Florida ừ. ông này đó ổng là chủ của con trăn này ổng nuôi nó ổng nói thường ổng bu buổi tối ông thả nó ở trong nhà Oh, rồi, rồi xong chơi. rồi, yeah. Rồi ổng cho nó vào <laughs> ở trong cái giống như nó có cái 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 lồng của nó, ừ. nó có cái chuồng của nó, nó vào trong đó. Nhưng mà rồi hôm 3 tháng 7 vừa rồi á, nó phát hiện ra chết rồi cái chuồng nó quên đóng cửa, thế là nó bò ra ngoài. Nó bò ra ngoài thì bây giờ cả cái xóm đó người ta rất là sợ, bởi vì ông dán giấy gần 300 tờ giấy, ông dán khắp nơi <laughs> là coi coi có ai thấy Đói được chừng. cái con trăng này không. Ừ. Mà con trăng này ông đặt tên cho nó là Big Mama nữa chứ có nghĩa là nó rất là lớn. Nói là nó có thể nó thường á ổng nó thường nó ăn thỏ. Nhưng mà hiện giờ ăn cái, con thỏ. ăn ha. thỏ, đó, ăn con thỏ. Ổng nói uh, bây giờ đó thì uh, cái 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 lúc mà nó bị mất á, Ông ổng nói nó chưa có đói đâu, nhưng mà đến hôm nay là một ngày mười mấy tây rồi. Tưởng tượng nó đói thì nó sẽ ăn cái gì? Nó có thể ăn đến cả con heo lần đó. Đúng. Người ta nói như vậy con thì bây hết. giờ đó người những người dân ở xóm đó thì người ta sợ Trời đất ơi, bây giờ mà gặp cái con này thì nó sẽ như thế nào, nó bò đi làm sao. Nhưng mà người chủ của nó mặc dù là cũng dán giấy khắp nơi, cảnh báo cho mọi người biết. Nói là nếu ai thấy nó thì gọi cho chủ của nó cái số điện thoại này. Nhưng mà cũng có thể nếu mà không nhớ thì gọi 911 cũng được. Nhưng mà phần nhiều á, ông chủ của nó thì lại sợ là người ta làm hại nó. Yeah. Hơn là sợ nó làm cho người ta sợ. Ông nói là bởi vì nhiều người ta sẽ sợ con con trăng này có thể họ gặp nhiều khi họ đập nó chết. À, rồi à, bây giờ thì nó chưa biết là nó đói như thế nào rồi thì nó có thể là nó cũng sẽ gây à, hơi gây nguy hiểm ông dán lên là ai thấy nó báo cho ông biết ông thưởng cho một ngàn đô la ở Florida thưa ừ. quý vị à, đến giờ phút này đó nhiều cái tình trạng của các loài thú hoang dã được khuyến cáo con trăn này à, họ có cái mùa và họ thậm chí à, cho ừ. tiền thưởng để tiêu diệt bớt bởi vì nó đang tràn ngập các đầm lầy của Florida, nó ăn hết các thú ở đây. ghê quá luôn à, thứ nhì thậm chí ừ. có các loại trùng, con trùng nó nhảy. bản tin báo trùng cáo. Nhảy, trùng à, nhảy. con trùng này nó không làm lợi cho đất ừ. mà nó gây hại cho đất ăn luôn rễ cây thì đó, rồi à, heo rừng cũng được à, cho phép à, tiêu diệt các loại cá trong đó có con lionfish con cá sư tử đó thưa quý vị cũng đang gây hại đến môi sinh của florida và nhiều thứ khác nữa một lan nữa con giống như con cá lóc á nó gọi là đầu rắn ừ. snakehead nó nhìn giống con cá lóc lắm mà nhiều người họ nói câu được bắt được ăn y chang cá lóc rất là ngon thì các loại cá lóc này nó cũng đang chiếm à, gây ảnh hưởng đến môi sinh của florida nữa mà con cá lóc là được cho phép là bắn anh thoải mái bất cứ lúc nào Đấy. ghê quá nhiều con ừ. sợ quá nhưng mà con trăng này thấy cái hình ảnh cái ông chủ nó tối cũng cầm đèn pin nó đi rọi ừ. rọi 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 trong số không kiếm cơ nó ở đâu mà tưởng tượng mình đi ra ngoài đường mình gặp nó chắc mình cũng trời ơi nó dài cả 5 mét thưa quý vị ngày ừ. hôm nay ở tại Wisconsin chuyện khá là hy hữu mình tưởng nước Mỹ tự do dân chủ ha ít khi mình nói đến vấn đề kiểm duyệt lắm ừ nhưng mà thực sự khi mà liên can tới vấn đề đồng tính luyến ái vấn đặc biệt vấn đề đó vấn đề phá thai thì những cái chuyện mà kiểm duyệt ngay cả những lời của các bài hát nữa cũng bị ảnh hưởng và chúng tôi đang nhắc tới một bài hát mang tên là Rainbow Land ừ. khi mình nghe đến chữ Rainbow cầu vồng đó, thì mình thấy rất đẹp là đó là ngôn ngữ tiếng Việt cầu vồng lúc nào cũng đẹp nhưng mà đối với văn hóa của người Mỹ đó cầu vòng biểu tượng cho người đồng tính rồi bị bảy sắc ngũ sắc vân vân rất là nhiều màu sắc bây giờ họ cộng thêm lgbtq plus nhiều thứ khác nữa thì một cô giáo ở wisconsin ở trong học khu ở wisconsin bảo thủ có những thành phố bảo thủ họ đã ra điều kiện cấm trong đó đặc biệt là không phải học sinh trung học mà các học sinh tiểu học. Lớp 5 trở lại, tuyệt đối không được phân phối tài liệu hình ảnh. Họ nói rằng đổi trụy khiêu dâm là đương nhiên rồi, nhưng mà bao gồm luôn cả vấn đề luyến ái nữa. Vấn đề này hiện nay đang bị tranh cãi như thế nào, nhưng mà tội nghiệp một cô giáo bị đuổi học bởi vì cho các em nghe bài hát Rainbow Land. Chúng tôi chào lại ngay sau phần quảng cáo của quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Thủy trở lại với quý vị chúng tôi đang đề cập đến một bản tin một cô giáo chỉ vì sử dụng bài hát có liên can tới người đồng tính đã bị sa thải ngày hôm nay nội vụ xảy ra tại một thị trấn tên là Waukesha ở tiểu bang wisconsin quyền tự do ngôn luận ở nước mỹ này không tuyệt đối quý vị không có tuyệt đối mặc dầu được tu chứng án bảo vệ thế nhưng tùy theo mỗi trường hợp chúng ta không thể vào dạp hát và hét lớn lên fire trong lúc mọi người đang xem để người ta bỏ chạy có thể gây thương tích không thể ngồi trên máy bay và hát bom mình ừ. nói ô đó là quyền tự do ngôn luận nhưng mà hiến pháp bảo vệ nó có sự giới hạn và điều đó cũng cho phép các địa phương các học khu có thể giới hạn những cái quyền này họ đưa ra những chính sách trong đó quyền sử dụng mạng xã hội thầy cô giáo tha hồ nhưng mà đặc biệt đối với cái khu học khu này đó, Wiscansa ở Wisconsin đó, họ đã đưa ra các chính sách rất rõ. Và vì thế nếu bất cứ ai vi phạm thì họ có quyền mang các chính sách đó ra để mà trừng phạt kỷ luật, thậm chí sa thải. Thì trong trường hợp này họ nói rằng cô giáo đã vi phạm tới 3 chính sách trong đó sử dụng mạng xã hội không phải để thông báo tin tức về học vấn cho các học sinh điểm hay cái gì cả. Cái chuyện đó rất là bình thường, à, nhưng mà cô đã sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Mà cái quan điểm đó là hiện nay phụ huynh họ rất là nhạy cảm. À, đúng như vậy, bởi vì cái quyền hiến pháp còn bảo vệ cái quyền tự do tín ngưỡng của mỗi một người. Trong đó, như chúng ta đã thấy rằng, một người chủ, một... À, cửa hàng về tôn giáo họ không có chấp nhận làm chiếc bánh hoặc là trưng bày hoa bất cứ những vấn đề gì liên quan đến người đồng tính tối cao pháp viện bảo vệ những người này bảo vệ những người chủ này và cái những cái vụ kiện liên quan đến vi phạm tu chính án số 1 tự do ngôn luận đó, không được tòa chấp nhận bởi vì có những giới hạn trong bài hát um, Rainbow Land với hai ca sĩ nổi tiếng thế giới Dolly Parton và Miley Cyrus bài hát trong lời đó họ không có đề cập gì giới với chuyện đồng tính luyến ái cả họ chỉ nói rằng tôi muốn sống ở một đất nước một thế giới được tự do mà không ai bình phẩm về cá nhân tôi uhm. à, cái nội dung nó chỉ thế thôi nhưng mà Nghe cái tựa đề Rainbowland thì ai cũng biết um, Dolly Parton và Miley Cyrus ca ngợi cái quyền chọn lựa giới tính của mình. Thì cô giáo này đó cũng lại muốn mang cái thông điệp đó gửi đến cho các học sinh tiểu học mới chết. Mà không những như vậy, nếu cô chỉ cho các em nghe trong lớp thôi thì chưa biết được cái sự phạt sẽ như thế nào. Đằng này không những cô giáo cho các em nghe ở trong lớp cô giáo còn đưa lên trên mạng xã hội tiktok facebook nữa và đã đến tai phụ huynh có một số người thôi vài phụ huynh bảo thủ thôi thế họ than phiền đến trường và họ biểu tình họ nói tại sao con của tôi um, đi nhà thờ hoặc là um, gia đình chúng tôi là những người theo uh, tôn giáo mà lại cho phép những cái thầy cô giáo gây ảnh hưởng đến não bộ của các em thế thì học khu gọi cổ xuống nói rằng không cô đã vi phạm và đuổi cổ luôn và hiện nay chưa biết được cô có kiện được hay không nhưng mà luật sư nói rằng à, mỗi học khu mỗi một trường học họ có cái chính sách riêng nếu mà vi phạm thì bị kỷ luật trong trường hợp này đó học khu nói chúng tôi không đụng gì đến cái quyền tự do ngôn luận của cô cả nhưng mà cái chính sách rõ ràng đó thứ nhất là cô cũng Đưa những cái giáo trình này cho các em mà không thông qua supervisor, cái người cấp trên. Bởi vì cái người cấp trên đã gửi cái giáo trình dạy học xuống cho cô mà cô không theo đúng các quy trình đó thì cũng vi phạm. Và cái vi phạm đó rất khó mà chối cãi được. À, thưa quý vị, hồi nãy ở phần trước đó Ngọc Lan đang nói đến việc mà con rắn nó dài cả 15 feet nó trốn thoát đó. Ông chủ của nó đi tìm rồi Uh, đăng cái um, cái cái dáng tùm lum các bạn yeah. hết thì uh, hồi nãy có khán giả nhắn vô nói là Ồ oh, tin tức cho biết là con rắn này con trăn này tìm được rồi Ngọc Lan lên stress đúng là cái cập nhật mới nhất là con trăn hey. này được tìm hồi trưa hôm qua ông chủ đó ông nói là ngày hôm qua lúc ông đang làm việc ở chỗ làm đó thì tự nhiên ông ông nghe ở nhà ông có cái tiếng gì nó, nó ghê lắm ông chạy về <laughs> khi mà ông chạy về nhà 5 phút <laughs> sau thôi cái ông thấy giống cái cửa nhà ông giống như là muốn nó muốn đập nó muốn 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 sập luôn vậy đó ừ. thì ông ra thì ra người hàng xóm đấy người hàng xóm thấy con trăn thì thấy ừ. ông chạy thì nói là thì ra nó không đi cách xa nhà bao nhiêu hết á nó nằm cho trốn ở trong giữa hai cái um, giống như hai cái nhà kho của người ta đó nó trốn ở chính giữa oh, đó đây. thế là ông túm nó đi về ông nói may lắm không ai chưa kia ai phàn nàn là nó làm thương làm thương làm bị thương ai hay là có con vật nào ở quanh cái khu đó là bị nó mèo căng hết? chó vẫn còn ở nguyên chưa, trong hàng các cái này hàng xóm chưa có <laughs> ai phần này hết thì kiểu như như vậy là hàng xóm cũng thở phào nhẹ nhõm rồi à, thưa quý vị liên quan đến một bản tin này cảnh sát ở cảnh sát ở vai đang nhờ mọi người tìm xem cái người phụ nữ này được mô tả là một người châu á một người phụ nữ châu á bà này trong một thời gian rất ngắn đã ăn cắp hai cái gói hàng uh, trị giá khoảng 7.000 đô la từ ở trong cái 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 chỗ mà FedEx chỗ mà người ta đến để người ta nhận oh. hàng đó. Uh, thì nói rằng uh, cô này đã dùng uh, giống như là cái ID giả đó để đến đó để nhận hàng. Thì quý vị biết ai mm. đi nhận hàng ở đây rồi thí dụ gửi về nhà hoặc là gửi đến đây đúng không? Nhưng mà nếu mà cô nhận giả như vậy thì chắc là cô cũng phải biết cái gói hàng đó tại vì không cô đưa đó. thì người ta mới đưa cái cái thùng hàng đó cho cô thì nói rằng là cô này đã dùng cái căn cước giả id giả để mà lấy hai kiện hàng không Hay phải của hả? cô Sao thì được? nói là cái ngày lần đầu đó thì cô cô dùng một cái xong rồi mấy ngày sau đó cô lại đến để cô lấy thêm cái nữa thì giờ cảnh sát đưa nói là cô này đi một cái chiếc mercedes nữa chứ suv màu trắng rồi um, ai mà thấy thì gọi cho cảnh sát ở vai để mà chủ thôi. nhân thật sự đến thì biến mất rồi không Chúng có, có nha, hàng đó đây là một phụ nữ châu á tóc đen đó thì cơ cô xuất hiện cô cô mặc đồ như thế này uhm. kỳ ha Nghĩ là phải phải cô này Driver phải ra mà. là cô phải biết như thế Chắc nào chắn, chứ cô phải biết cái kiện hàng đó Hai ra làm sao hết có thể yeah. cô quen biết trong một cái cửa hàng nào chủ nhân người đó uhm. phải làm việc chung với cái người đó mới biết được tên tuổi hình ảnh của người đó mới làm giả được cái driver license có tên của mình trên đó. Mà có tên cô của lấy cái người cùng ở một chủ nơi nhân mà cách nhau 9 ngày. Đó. Thì khi là chắc là Hai chủ nhân đó. thật người ta đến người ta báo rồi xong rồi sau đó gọi lại có chủ nhân thật đến báo Đúng. thì người ta mới bắt đầu quay lại để người ta tìm. Chủ ra thật đến thì nói ủa đã có người tới lãnh cái thùng ừ. này cách đây mấy tiếng rồi thì cái người à. chủ nhân đó mới hoảng lên liên lạc thì trong thời gian mà bên phía FedEx họ lập hồ sơ để điều tra đó. 9 ngày sau, cô này tới lấy lại một lần nữa và nhân viên chắc có vẻ trong vòng 9 ngày đó FedEx họ chưa có đưa cái hồ sơ này cho nhân viên biết, cho nên nhân viên vẫn tiếp tục giao cho cô cái hộp thứ nhì. không? Cho đến khi sau đó rồi mới báo động lên. Lúc đó thì à, FedEx mới báo đến cho cảnh sát ở Irvine để họ mở cuộc điều tra. Rồi ngày hôm nay, sở cảnh sát Irvine mới chính thức thông báo cho dân chúng biết. Nhưng mà tôi nghĩ rồi thấy mà cái khuôn mặt nó rõ quá, à, rõ cô đúng sống đúng ở đâu nha. rồi chiếc xe, đi Mercedes xe. Mercedes Ô, mà mà xây đi trắng xe xe xịn chứ. Mercedes màu trắng nữa xịn đi màu trắng. À, tôi quý vị mạng xã hội nó vừa tốt cho chúng ta bởi vì nó thông tin trên khắp thế giới chúng ta có thể theo dõi được nhưng mà đối với những cá nhân nào mà thích câu view nhiều quá đó, quý vị tôi biết được là nó trở thành một cái sự nghiền đó ngọc lan hả ừ. Một khi mình lên trên này mình thấy có nhiều người xem đó. Là họ muốn làm và thậm chí có những người đó à, sẵn sàng bỏ tiền ra hoặc là làm những cái chuyện rất là điên cuồng để chỉ câu view mà thôi. Thì trong số này có một người bác sĩ ở Ohio. Tình trạng của bà hiện nay như thế nào và chuyện gì xảy đến mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau bản quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhất từng khoảnh khắc mùa hè hãy ghé McDonalds thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com. Cà phê sáng chúng tôi đang đề cập đến chuyện mạng xã hội vừa lấy mất bằng một nữ bác sĩ ở tiểu bang Ohio. À, đây là bác sĩ tên thật là Catherine Roxanne. Thế nhưng người ta quen gọi bà là bà bác sĩ Roxy. Hôm nay không còn là bác sĩ nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Mặc cho những khuyến cáo mà trong đó kể cả chồng của bà nữa. Nói rằng à, bà hành nghề giải phẫu thẩm mỹ à cắt mắt ha. bơm môi sửa ngực bơm mông hút mỡ bụng tất cả cái chuyện đang diễn biến tốt đẹp giàu có thế nhưng bà chợt nghĩ ra ồ oh, bây giờ mình muốn thu hút khách nhiều hơn nữa tạo nên sự nổi tiếng của mình hơn nữa là bác sĩ có thể nói rằng đầu tiên livestream lên mạng xã hội tiktok thế là tất cả những uh, hình ảnh của bệnh nhân bà Roxy đã đưa lên mạng xã hội TikTok. Nhưng nếu mà bình thường thì chắc có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có những đoạn mà Hội đồng Y khoa Ohio đã theo dõi mở cuộc điều tra và cuối cùng dẫn đến việc kỷ luật bà đó là họ nói rằng có những đoạn video đó. Trong lúc giải phẫu bà ngừng lại hoặc là có những trường hợp bà giải phẫu xong rồi bà ngừng lại vẫn để bệnh nhân nằm đó rồi biết làm gì không? Trả lời câu hỏi của khán giả livestream mà mất bao nhiêu phút đồng hồ cho nên trong khi bệnh nhân thì nằm đằng sau lưng của bà hay là trước mặt của bà. Cái điều đó đối với hội đồng y khoa là một cái điều tắc trách. Thứ hai nữa đó là bà vi phạm vào quyền riêng tư của bệnh nhân cho dù bà nói rằng tôi đã được phép của bệnh nhân trước đó rồi nhưng mà Hội đồng y khoa họ giải thích như thế này, họ nói bà sử dụng hình ảnh của bệnh nhân giữa cái sống và cái chết bởi vì giải phẫu thẩm mỹ mà nếu mà xảy ra những cái trường hợp mà đã xảy ra rồi trong đó có một người phải đưa vào phòng cấp cứu bởi vì à, cái cái cách lúc mà bà giải phẫu hay hút mỡ bụng nó bị sai trái. Và đó là lý do mà họ nói rằng không được làm như thế. Không thể nào live stream ở trên mạng được. À, à, bà bác sĩ Roxy này à, lúc mà ra để à, phải ra à, để, à, điều trần trước à, Hội đồng Y khoa của Ohio. Thì bà giải thích rằng đây là những gì bà thấy cần thiết. Bà nói như thế này, thưa quý vị giải thích như thế này. Tôi nghĩ rằng việc của chúng tôi đưa những cái hình ảnh trong lúc tôi giải phẫu cho bệnh nhân đó nhằm mục đích giáo dục. Tôi muốn cho bệnh nhân cũng như những thân chủ giải phẫu thẩm mỹ của tôi trong tương lai nhìn thấy những hình ảnh này trong lúc tôi giải thích để cho thấy những cái trường hợp giải phẫu thẩm mỹ nó rất đơn giản, không có gì đáng sợ hết để khuyến khích thân chủ nếu muốn đi giải phẫu thẩm mỹ làm cho mình đẹp thì đừng có cân nhắc, đừng có lo sợ. Bà giải thích như thế. Nhưng mà hội đồng y khoa nói không, bà đã mang thân chủ của mình ra làm con vật tế thần và trục lợi từ những hình ảnh này. Và cuối cùng mà thưa quý vị, bà đã bị yêu cầu ngừng livestream từ ngày 18 tháng 11 năm ngoái trong lúc chờ hội đồng y khoa họ cũng yêu cầu bà ngừng hành nghề giải phẫu thẩm mỹ từ tháng 11 năm ngoái trong lúc chờ hội đồng y khoa đưa ra các quyết định cuối cùng ngày hôm qua thì hội đồng y khoa của Ohio đã chính thức rút bằng hành nghề vĩnh viễn forever bà sẽ không thể làm bác sĩ được nữa ở Ohio tuy nhiên chưa biết được bà có thể sang từ bang khác rồi à, À, xin bằng hành nghề hay không hoặc là như thế nào đó nhưng mà họ nói rằng một tiểu bang mà đã cấm rồi thì những tiểu bang khác khi mà họ à, xem lại cái hồ sơ đó họ cũng cũng sẽ thi hành cái lệnh cấm vĩnh viễn à, bà à, Roxy ngày hôm nay than phiền bà nói rằng à, từ cái khi từ tháng 11 năm ngoái đó thứ nhất là con của bà đã bị à, trường mấy đứa trong trường nó tấn công nó chê vậy, ừ. không nó, nó xỉ nhục chồng của bà cũng bỏ bà luôn nữa cho nên bà nói rằng đây là một cái tác hại quá lớn liên quan đến cả một cái sự nghiệp à, bác sĩ giải phẫu của bà nhưng mà đó là cái quyết định chính bà đã tạo nên cái hệ quả ngày hôm nay à, thưa quý vị liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu đang được xét xử ở Việt Nam à, bắt đầu từ hôm 11 tây bắt đầu từ hôm thứ ba đó và dự trù sẽ kéo dài là một tháng thì càng ngày trong những ngày qua hai ba ngày qua thì những người mà liên quan đến chuyện ăn hối lộ và đưa hối lộ đó lần được đã được đưa ra để mà thẩm vấn hội đồng xét xử viện kiểm sát đồ họ hỏi thì những cái lời mà uh, của những cái viên chức mà họ nêu ra ở trước tòa đó mình nghe nó nó buồn cười lắm nó buồn cười giống như là toàn là những người bị uh, mình nói là bị thiểu năng tức là không có trí tuệ gì hết ừ. nhưng mà lại giữ những cái chức vụ đó nói như vậy là sao ví dụ như khi mà hỏi uh, uh, tại sao mà ông nhận tiền đó thì nói rằng là uh, tôi không biết là nhận tiền vậy là vi phạm <laughs> nghĩ sao một người ở chức vụ là thứ trưởng ngoại giao hay gì Thủ nhận số khiếp. tiền lên đến hai mươi mấy tỷ đồng Việt Nam mà thứ trưởng là tôi ngoại giao không sao? biết nhận tiền đó là vi phạm rồi Tiếng có người uh, nói là tôi chỉ nghĩ rằng là tiền đó là tiền cảm ơn tôi tôi nhận rồi tôi cũng để đó đến khi mở ra mới thấy tiền muốn ờ. trả lại nhưng mà ở uh, trễ rồi mà không biết địa chỉ uh, ở đâu để từ lúc trả lúc đầu để trả rồi nhận thêm 9 lần nữa thì có nhiều cái nhận thêm nhận uh, thêm nhận 9 lần nữa à. sau cái lần muốn trả lại rồi nhận Trời thêm chín lần nữa Quá à, có nhiều có nhiều cái cách mà họ nói chuyện mà mình mình cảm giác rằng là ô tội quá họ bị thiểu năng như vậy mà họ đưa lên làm những cái chức vụ đó cho nên là Thứ cái quốc gia nào. đó nó sẽ như thế nào nhưng mà ngày hôm nay á yeah. thì cái người bắt đầu khi mà đến cái phần mà thẩm vấn à, ông này là ông à, Hoàng Văn Hưng ông này là điều tra viên người được xem là cựu trưởng phòng cựu trưởng phòng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an ông này là coi như người điều tra chính hết đầu tiên của cái vụ án này được giao cho cái bắt đầu là là thẩm vấn những người bị bắt lúc đó đó thì bây giờ ông đã trở thành bị cáo rồi vì vì cái chuyện mà ông nhận hối lộ nhưng mà trong số những người cho đến bây giờ mà đi ra để trả lời trước tòa đó thẩm vấn đó ông này là cái ông mà nói chuyện nghe ngầu nhất <laughs> có lẽ là ông ta là kinh nghiệm mà bởi vì ông là người đi công tác viên mà. cho nên đó, ông Điều biết cái viên. cách ông nói như thế nào oh. ông nói ông không có nhận hối lộ hội đồng bên viện kiểm sát ép cung ông ông nói như vậy ông nói đó là ép ông chứ ông không có nhận hối lộ bây giờ cho ông 5 phút đi ông chứng minh được cho mọi người thấy rằng ông không hề bị phạm tội giống như người ta cáo buộc ông ghê chưa nhưng mà bên kia cái đó ông trả lời những gì tôi nói ông đừng được nói lung tung <laughs> thì ông này phát biểu liên yeah, ông này ông tên là hoàng văn hưng đây là ông hoàng văn hưng lúc đầu ông là người đứng ra điều tra thì bây giờ đó nói rằng ông này là trong cái quá trình mà bắt đầu điều tra đó thẩm vấn thì ông đã nhận hơn 2 triệu đô la để mà chạy án cho phó giám đốc um, tổng giám đốc và phó giám đốc của công ty du lịch Blue Sky đó mà ông nhận là từ cái việc là cái người mà môi giới đó là ông chủ ông giám đốc công an hà nội và ông Ồ. giám đốc công an hà nội thì ông nói không không hề có chuyện đó à, lúc đó tôi khi mà mà tôi điều tra như vậy đó thì tôi có gặp cái bà phó giám đốc đó mà qua cái mai mối là của cái người của cái ông mà phó giám đốc công an hà nội nhưng mà tôi không có chuyện như vậy và ông ông cứ khẳng định rằng là ông không có làm gì sai hết nhưng mà qua cái lời khai của ông đó mình mới thấy được wow ông kêu cái người phó giám đốc của công ty đó nhận tội hết cho cái người giám đốc đi à, nhận hết nhận hết về mình thì sẽ chạy được cho ông kia nhưng mà từ cái lời hướng dẫn này thì mình mới thấy rằng ta à, trong những ngày qua từ ông thứ trưởng uh, bộ ngoại giao rồi ông thư ký của bộ y tế những ông mà nhận tiền nhiều đó khi người ta hỏi ông nhận tiền đó ông có đưa cho ai không tất cả đều giống nhau ở câu trả lời tôi không đưa cho ai hết có nghĩa là sao không có đưa cho cấp trên của mình mình giữ hết như vậy là có phải đó là cái điều mình mình suy nghĩ được hay không à, một người cấp dưới nhận tiền đó không đưa cho cấp trên nhận hết tội thì à, có đó có hướng dẫn hết đặc biệt về tin Việt Nam ừ. à, chiều hôm nay trong phần tin tức nổi bật Đinh Quang Thái sẽ đề cập hơn về những cái vụ mà hối lộ rồi à rất nhiều chuyện khác nữa kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng ngay bây giờ thì đến thời sự thế giới và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Thảo Yên. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày thứ năm hôm nay. Đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày với Thảo Yên vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay trời tiếp tục rất là nóng và cái khuyến cáo về wave thì vẫn được đưa ra ngày hôm nay cho đến hết ngày mai luôn hôm nay ở westminster với Garden Road thôi là có thể lên đến 84 85 độ đi dần về Anaheim, riverside rồi San Bernardino là hôm nay có thể lên từ 87 cho đến 90 độ lận rất là nóng mà gió thì cũng cũng bị đứng gió giống ngày hôm qua nữa cho nên là thấy không, không khí có gió. nó hầm lắm dạ vâng ừ. à, vậy hết ngày mai đó mới thấy là nhiệt độ có giảm nhẹ nhẹ một chút vào ngày thứ bảy nhưng mà đến chủ nhật ừ. lại lên trở lại và thứ hai tuần sau lại tiếp tục rất là nóng thôi các bạn ráng qua khỏi con trăng này con chẳng nóng. Trong khi đó thị trường tài chính cũng nóng lên nữa, màu xanh rất tốt đẹp sau khi đã tăng cũng không đến nỗi ngày hôm qua à, gần 100 điểm. Ừ, hôm nay lên thêm 61 điểm, giới đầu tư vẫn tự tin vào lợi nhuận của các công ty. Đồng thời chỉ số lạm phát đã giảm hơn so với dự đoán. Tăng có tăng nhưng mà tăng chấm 2 thôi, xem như là giảm mạnh so với thời gian trước. À, bây giờ đã Dow Jones 34.409, Nasdaq lên 145 điểm. Hôm nay những công ty về công nghệ Google vân vân thưa quý vị lên rất là mạnh. Hầu hết các cổ phiếu ở thung lũng hoa vàng à, Silicon Valley đều tăng rất mạnh trong ngày hôm nay. À, Facebook vân vân cũng lên luôn. Nasdaq à, 14.065, S&P 500 cũng tăng 25 điểm 4.497. Chắc chắn là đã vượt quá cái đáy rồi. Bây giờ vấn đề chính là trong thời gian tới, à, cái chuyện mà quỹ dự trữ liên bang tăng phân lời thì giới đầu tư đã chấp nhận. Bây giờ họ chờ đợi để xem tình hình sẽ như thế nào. Công trái phiếu hôm nay tiếp tục giảm trong mấy ngày qua, tiếp tục giảm dưới 4%, hôm nay còn 3,81%. Điều đó cũng có nghĩa là phân lời tái tài trợ và mua nhà cũng giảm chút đỉnh 6, mấy phần trăm. À dầu à, tiếp tục tăng thưa quý vị, 1 đô la 76 đồng 75 sen. Chúng ta thấy mỗi khi mà dầu tăng như thế đó, xăng tăng thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lạm phát. Đó cũng là điểm mà à, các kinh tế gia họ đang giám sát và theo dõi. Quỹ dự trữ Liên bang cũng theo dõi rất sát. Bởi vì à, thực phẩm xăng dầu à, gây ảnh hưởng đến lạm phát trực tiếp. Vàng hôm nay tiếp tục tăng 4 đồng 50 xu, 1966 sen, à, 1966 đồng 30 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Orlando bang Florida hiện nay đang bị chỉ trích vì để xảy ra một cái vụ đó là cảnh sát bắn chết một người thanh niên ở đây trong khi có thể thấy là anh này anh chỉ ngồi ở trong xe thôi, anh không có làm gì hết. Thì bây giờ phía gia đình đã thuê luật sư và cái vụ này sẽ bị phía Bộ Tư pháp cho biết là họ đã nhận được thư của luật sư khiếu nại thì Bộ Tư pháp sẽ xem xét để mà mở một cái cuộc điều tra. Thì đây là chuyện của Direct Diaz thưa quý vị xảy ra mới hôm 3 tây tháng 7 thì bây giờ theo như hồ sơ từ phía luật sư cho biết đó là vào khoảng 1 2 giờ sáng ngày hôm đó anh Diaz này ảnh ngồi ở trong xe đậu ở một cái parking lot xe không có nổ máy thì xung quanh không có giống như cái chuyện gì hết. À, tuy nhiên bây giờ thì hình ảnh từ cái body camera của những người cảnh sát cũng như là hồ sơ của phía luật sư cho thấy đó là anh này đang ngồi trong xe như vậy thì Bây giờ không biết lý do vì sao mà một cái xe cảnh sát có ba người cảnh sát đó à, mới từ xa tiến lại gần và ba người cảnh sát này tiến vào cái xe của Diaz thì một người đó đi vào cái ghế à, cái 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 um cái cái cửa sổ phía Diaz đang ngồi và cảnh sát yêu cầu anh này giống như là đưa ID ra thì anh vẫn làm theo vân vân thì sau khi mà xem ID thì bây giờ bắt đầu cảnh sát kêu anh này đó là để hai cái tay lên cái vô lăng cho cảnh sát thấy thì bất ngờ tự dưng cái tay phải của ảnh đó à, bây giờ trong cái video clip có thể thấy rõ ràng là ảnh đưa về phía giống như ở giữa cái xe đó thưa quý vị thì thường mấy cái xe cái 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 um, chắc cái cần cái cái cần gạt số hay là ở đó có cái vật gì không biết được ảnh đưa tay vào đó và rất là nhanh thấy một cái vật gì đó quăng qua khỏi cái cửa xe bên cái phía passenger nghĩa là ảnh chồm qua đó ảnh quăng một cái bịch ra ngoài một cái thứ gì đó thì ngay lập tức trước khi mà cái vật đó bay ra ngoài đó thì một cái người cảnh sát đứng phía sau cái người cảnh sát mà đang chồm vào cửa sổ đó đã nổ súng bắn anh này à, bắn đúng một phát thôi thì à, chết cảnh rồi. cảnh sát à, trong video thấy là họ có giống như là làm CPR hồi ừ. sức à, rồi xe cấp cứu đến nhưng mà khi mà chở vào trong bệnh viện đó, thì bác sĩ nói là chết rồi không có cứu ừ. được nữa thì à, bây giờ đó à, đương nhiên qua cái hình ảnh đó thì bây giờ phía luật sư của gia đình à, đặt cái câu hỏi cho phía cảnh sát là tại sao anh này đó ảnh ngồi trong xe xung quanh không có cái chuyện gì hết tại sao à, cảnh sát lại tiến đến và muốn kiểm tra ảnh như vậy ảnh ngồi trong xe xe cũng không nổ máy ảnh cũng không có à, à, uống rượu say xỉn gì hết thì à, phía cảnh sát sau khi mà họ đưa cái đoạn video đó ra và họ cũng xác nhận à, thứ nhất anh này anh không có vũ khí à, thứ hai tuy nhiên cái chuyện mà ảnh à, đã không có đặt tay lên cái vô lăng mà ảnh chọn ảnh quăng cái vật gì ra đó thì bây giờ report của cảnh sát cái bịch đó là một cái bịch chứa à, cần sa thưa quý vị và phía cảnh sát thì họ giải thích là cái khu vực những cái con đường xung quanh nơi mà Diaz đậu xe đó Orlando là thường xuyên xảy ra những cái vụ mà buôn bán cần sa ma túy rồi xả súng và trong khoảng thời gian gần đây thì cảnh sát Orlando họ đang có một cái giống như là cái, cái 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 chương trình là phải đi dẹp những cái tệ nạn này ở tại Orlando thì tối khuya cảnh sát thấy một cái chiếc xe một người thanh niên đậu như vậy thì họ chỉ muốn đến xem thôi có phải là liên quan gì đến những cái hoạt hành à, hành vi bất hợp pháp hay không thì mà, mà luật ở Hoa Kỳ là khi mà cảnh sát đến và họ hỏi giấy tờ đó thì chúng ta phải đưa, bất chấp chuyện chúng ta là có vi phạm pháp luật hay không cứ đưa trước đã. À, anh này ảnh đưa nhưng mà sau đó bắt đầu là ảnh không có làm theo cái lời của cảnh sát và ngay khi mà ảnh đưa cái tay mà ảnh chồm ngay giữa thì tối trời cho nên cảnh sát không biết được lúc đó là ảnh chồm lấy cái gì họ sợ là ảnh lấy súng ra cho nên họ đã bắn. À, tuy nhiên thì bây giờ cái chuyện này nó đã phía luật sư đã thưa lên đến bộ tư pháp và ông luật sư ben crum này đó thì ông nói là ông muốn cái người cảnh sát mà nổ súng bắn chết Diaz phải ngay lập tức bị sa à, thải và bị truy tố hình sự nhưng mà phía sở cảnh sát Orlando thì họ nói là thứ nhất cái người cảnh sát mà nổ súng đó chỉ mới đang bị đình chỉ chức vụ có hưởng lương chờ cái cuộc điều tra kết thúc à, và bây giờ tất cả tên của những cảnh sát liên quan trong cái chuyện này chưa có được sở cảnh sát công khai ra ngoài Mexico ngày hôm nay đã vượt qua mặt Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại nhập cảng hàng dịch vụ từ Mexico vào Hoa Kỳ lớn nhất. Đây là một cái tin chấn động và để cho thấy toàn cầu hóa đang chuyển biến rất lớn như thế nào từ thời ông Trump sang đến giờ phút này sang tới thời tổng thống Biden. À, thưa quý vị ạ từ thời ông Trump khi mà bắt đầu có những cái cuộc chiến về thương mại gia tăng à, à, thuế rồi à, việc chống hàng hóa made in China đó cho tới khi xảy ra đại dịch thì hai vấn đề thứ nhất chính trị và đại dịch đã gây ảnh hưởng rất lớn và sang tới thời ông Biden nữa ông vẫn giữ nguyên những cái chính sách chống Trung Quốc không những Hoa Kỳ mà thế giới trong đó châu Âu quan trọng nhất đó, Vẫn xem Trung Quốc hiện nay là hiểm họa trong tương lai Từ nhiều vấn đề mậu dịch cho đến vấn đề chính sách Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết này Một chi tiết rất lớn về mậu dịch toàn cầu ngay sau phần quảng cáo Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Too Easy Chuy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng on you can eat Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Nguyễn Hoàng Trọng trở lại với quý vị với Thời sự Thế giới Ngày hôm nay Mexico vượt qua bạch Trung Quốc và hàng trăm tỷ Mỹ Kim hàng hóa từ Mexico đã vào Hoa Kỳ Thế nhưng có một điểm khác hoàn toàn Ngoài cái chuyện Make in Mexico Đáng tin hơn là Make in China Thực sự thưa quý vị trong số các hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ đó Có đến 40% là hàng cần thiết của Mỹ làm cho nên nếu quý vị nhìn trên cái họa đồ đó sẽ thấy rằng Auto Parts, hàng phụ tùng xe hơi từ Mexico nhập vào Mỹ và hàng phụ tùng xe hơi này cho xe Mỹ. Cho nên các công ty như GM, Chevrolet, vân vân Chrysler là họ nhờ Mexico sản xuất các hàng phụ tùng này để mang về lại Mỹ lắp ráp thì lẽ đương nhiên cái vấn đề công nhân rẻ hơn Tuy nhiên quan trọng một điều Ngoài vấn đề tranh chấp chính trị Đại dịch đã gây ảnh hưởng rất lớn Để mà nhắc lại thưa quý khán thính giả Cái chuyện mà hàng dài mấy chục chiếc tàu hàng Đậu ngoài khơi của cảng San Pedro và Long Beach Hình ảnh đó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chuỗi cung ứng hàng hóa tại mỹ này và từ cái vụ đó đã gây ảnh hưởng đến vấn đề giá cả các mặt hàng và gia tăng lạm phát thì một trong những nỗ lực của chính quyền ông biden khi mới lên làm đó là không những chính quyền biden california texas những nơi mà có các cảng các kể cả new jersey lên tới michigan luôn đều họ quan tâm làm thế nào mà chuyển hàng từ Đông sang Tây, Tây sang Đông cho cả 300 triệu dân, 50 tiểu bang. Và ảnh hưởng đã quá lớn. Rồi vấn đề chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc nữa. Cho nên nỗ lực từ thời ông Trump sang tới thời ông Biden làm thế nào nước Mỹ không còn lệ thuộc vào các mặt hàng nhập cảng của Trung Quốc nữa. Lẽ đương nhiên Chúng ta sẽ thấy hàng made in China vẫn tiếp tục đầy rẫy trên mạng Amazon trong Walmart, nhưng mà ngày nay đó những cái mặt hàng quan trọng hơn, đắt giá hơn nó sẽ đến từ Mexico thưa quý vị. Trong đó nè, ngoài vấn đề phụ tùng xe hơi còn có trucks, buses, cars. Car này không phải là xe của mẹ. <laughs> xe này là xe Mỹ. Ừ, nhưng mà lắp ráp ở mỹ quý vị sẽ thấy rất nhiều thậm chí tv computer nữa nếu quý vị sẽ thấy rằng made in mexico nhiều lắm telecom gear tức là các mặt hàng về viễn thông viễn liên đó. electrical equipment các mặt hàng về điện tử crude oil dầu thô tv video engine parts vegetable oh hỏi nói rồi nếu mà không có mễ thì thú vị chanh, chanh ớt tỏi hành những cái thứ đó nó sẽ đắt vô cùng luôn lẽ đương nhiên mình cũng thấy có tỏi made in china nhưng mà nếu có made in california mexico chúng ta mua nhiều hơn medical equipment fruits nói chung là ngũ cốc và tin tức này à, đang gây ảnh hưởng rất lớn Điểm đáng chú ý như chúng tôi đã thưa đó, mặc dầu là Made in Mexico, nói là Made in Mexico, nhưng mà thực chất đó là rất nhiều các hàng làm cho các công ty Mỹ này. Cho nên đôi khi mình lên trên Amazon mình mua hàng, thực sự nó cũng Made in China nhiều lắm đó. Nhưng mà nếu quý vị đi vào trong các hãng xưởng đó, quý vị sẽ thấy hàng của Mexico chuyển sang công ty Mỹ nhờ bên phía Mexico làm thứ nhất đó, là giải quyết cái tình trạng kẹt tàu hàng quá tiện quý vị thấy không đôi khi chúng ta nhận được rất nhiều các hàng nhanh chóng là nhờ xuyên qua đường biên giới họ không có đi tàu gì hết đó, là chỉ có xe tải trở trực tiếp từ đường biên giới của mexico vào mỹ mà thôi cho nên nếu quý vị đi dọc xuống từ california tijuana đi xuống sâu hơn nữa nhiều hãng xưởng bắt đầu mọc lên như nấm rồi từ Texas, Arizona qua các trận này đó, rồi nếu cần thiết đó có thể băng qua đường vùng vịnh Gulf of Mexico, vịnh Mexico để chuyển hàng sang Florida, ở Louisiana, Alabama chuyển hàng lên. Nếu như đường xe vận tải từ Texas không kịp, họ có đường tàu hàng để chuyển thẳng sang New York, Washington DC và Florida thông qua đường vùng vịnh Mexico. À, cho nên à, đây là một đối tác thương mại vô cùng quan trọng trong à, cái à, cái hệ thống NAFTA có từ thời ông Clinton, Canada, Hoa Kỳ và vùng Bắc Mỹ bao gồm Mexico nữa. Và thưa quý vị, um có hai bản tin có những cái chi tiết cập nhật thì xin được gửi đến quý vị đầu tiên đó là cái vụ mà ngày hôm qua chúng tôi đã gửi đến đó là có một ông bác sĩ ở tennessee trong lúc mà đang làm việc ở bệnh viện thì bị bắn chết đó, ông bác sĩ benjamin mock um, thì đến sáng ngày hôm nay thứ nhất à, báo chí cũng như là tòa án đã công khai tên tuổi và hình ảnh của cái tay súng bắn ông bác sĩ này thì à, đây là Larry Pickens thưa quý vị. À, bây giờ có uh, hồ sơ từ tòa án rồi đó thì không phải giống như là ngày hôm qua khi mà báo chí đưa tin là y bắn ông bác sĩ chỉ một phát mà thật ra bắn đến ba phát lần ở trong cái phòng mà giống như là soi x-ray đó thì có có cô y tá uh, y đem theo một cái bát phạt ở bên trong có cây súng uh, khi mà vừa mới gặp ông bác sĩ đó y cãi cọ với ông bác sĩ và móc cây súng ra bắn ông bác sĩ ba phát một phát trúng vào cổ hai phát trúng vào ngực cho nên là ông bác sĩ là chết ở ngay trong cái phòng chụp X-ray không có cứu được nữa thì cảnh sát cũng xác nhận và cũng có nhiều nhân viên y tế ở đây cho biết là Larry Pickens đã lỡn vởn ở cái khu vực cái 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 phòng khám này suốt nhiều tiếng đồng hồ để mà chờ ông bác sĩ y bắn ông bác sĩ là vào khoảng trước 2 giờ trưa hôm thứ ba và Trước đó à, khoảng chừng mấy tuần đó thì y đã có à, cãi cọ với nhân viên ở cái clinic này và đã đưa ra những cái lời hăm dọa là y sẽ giống như là bắn cái nơi này rồi bắn ông bác sĩ. Thì bây giờ đến bây giờ đó à, y cũng không có à, không biết là y có khai hay chưa hay là tin tức không có nói là lý do tại sao mà y chỉ bắn đúng ông bác sĩ mà thôi. À, tuy nhiên à, có bây giờ có nhiều cái nghi vấn đó là y từng là bệnh nhân của ông bác sĩ ông bác sĩ này chuyên về chấn thương về tay chân chỉnh hình đó thì có thể là y đã bị uh, chữa trị không khỏi hay là có cái vấn đề gì đó trong cái chuyện mà gặp uh, ông bác sĩ cung cấp uh, uh, cái service cho y và y đã không có hài lòng uh, đã liên tục uh, quay lại cái chỗ này hăm dọa vân vân và đến uh, thứ ba là y xách súng đi bắn ông bác sĩ uh, và bên cạnh đó thì uh, cái tin về À, quý vị cũng nhớ là vào ngày 2 tháng 7 à, Ở tại Tòa Bạch Ốc Có xảy ra một cái vấn đề đó là Ở bên trong cái khu vực West Wing Của Tòa Bạch Ốc đó À, mật vụ họ phải à, giống như là di tản hết tất cả mọi người vì tìm được một cái bịch màu trắng và sau đó thì xét nghiệm mới biết đó là cái bịch cột hen thì đến sáng ngày hôm nay à, có ba nguồn tin từ phía mật vụ mặc dù cái kết quả chính thức chưa đưa ra nhưng mà ba cái nguồn tin này đã à, cho cnn biết là thứ nhất bây giờ đó cái cuộc điều tra của mật vụ không đi đến đâu cả họ vẫn không biết được ai là người đã làm rớt cái bịch cột khen đó thì quý vị cũng nhớ cái bịch khô khen này đựng trong một cái bao zip lock, à, nghĩa là có người sử dụng một cái, à, à, tuy nhiên bây giờ đó ở trong tòa bạch ốc mà phía mật vụ nói là họ không tìm được cái băng video để cho thấy trong khi đó là cái nơi mà nhân viên rồi guest ra vô mỗi một ngày thì làm sao mà không có rồi chưa kể là họ cũng nói là họ đã gửi cái bao zip lót đó đến phòng lab nhưng mà không có được dấu vân tay cũng như không tìm được DNA à, và bây giờ đó ủy ban tư pháp của hạ viện do phía đảng cộng hòa à, nắm đa số đó thì họ vẫn tiếp tục gây sức ép lên cơ quan mật vụ à, với cái chuyện là tại sao ở trong mật vụ ở à, trong tòa Bạch ốc lại xảy ra cái chuyện rớt một cái bịch cocaine khen như vậy lỡ như cái bịch đó không phải cocaine khô khen mà là chất độc hay cái gì ừ. thứ gì rồi sao rồi chưa kể là họ đặt cái vấn đề về cái việc giữ an ninh ở trong tòa bạch ốc tại sao lại sơ sẩy như vậy à, bây giờ không biết là phía tòa bạch ốc sẽ trả lời như thế nào về cái chuyện này thời điểm đó xảy ra đó là không có ông biden với bà jill rồi hunter biden cũng không có mặt luôn cho nên họ loại bỏ cái trường hợp đó cho nên du khách hoặc là nhân viên ai đã đưa vào đấy chúng ta chờ đợi xem phần điều trần của cơ quan mật vụ các nhân viên mật vụ có mặt trong cái thời điểm đó chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Natural Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. trở lại với thời sự thế giới về tình hình chính trường thế giới có hai bản tin đặc biệt và liên quan tới ukraine và chuyến công du của tổng thống biden đến anh quốc đầu tiên là ngày chiều hôm qua ông tổng thống zelensky trả lời báo chí và ông nói rằng ông đã có một cuộc hội thảo riêng tư với tổng thống joe biden đến độ đó hai người nói quá nhiều và ông nói rất tiếc nếu chúng tôi còn nhiều tiếng đồng hồ nữa Chắc chúng tôi còn nói thêm nữa Gần 3 giờ đồng hồ Cái protocol, cái chính sách Của các uh, cuộc họp này đó Bởi vì ban tổ chức Phải dành nhiều thời giờ Và bên phía Hoa Kỳ cũng phải dành nhiều thời giờ Để nói chuyện với các đối tác Họ dành rất nhiều thời giờ Trong cuộc họp giữa ông Biden Và ông Tổng thống Zelensky Và Tổng thống Zelensky Bên phía Tòa Bạch Ốc thì họ không nói gì hết Nhưng mà bên phía Ukraine đó Ông Zelensky không uh, ngừng ca ngợi hoặc là khen ngợi cái cuộc thảo luận với ông Biden. Mà ông nói rằng ông uh, chúng tôi nói chuyện đủ đề tài hết. Từ uh, lẽ đương nhiên vấn đề chiến tranh Ukraine, nhưng mà tình hình chính trị của Mỹ, tình hình chính trị Ukraine, rồi vấn đề mậu dịch, vấn đề tái thiết Ukraine mà ông nói đó, nếu mà có nếu mà không bị cái protocol những cái uh, uh, nguyên tắc về đối thoại đó, ngoại giao thì chắc có lẽ còn nhiều tiếng đồng hồ nữa để nói chuyện cho nên một người già một người trẻ mà lại tâm đầu ý hợp thì đó cũng là điều để cho thấy rằng bên phía chính phủ hoa kỳ đặc biệt là ông biden đó ông quan tâm như thế nào đối với việc hỗ trợ cho ukraine và trong cái cuộc họp đó chính tổng thống zelensky cũng không ngại ngùng để nói rằng thực sự là những đòi hỏi của ông liên quan đến việc tham gia nato đó ông chấp nhận là không thể gia nhập vào lúc này tổng thống joe biden ngay từ đầu ông đã nói rồi không thể chấp nhận được vì lý do đó chấp nhận như quen vào lúc này đó mà trong thời gian chiến tranh với nga thì hóa ra cả khối nato lại tiến hành cuộc chiến với nga theo nguyên tắc của nato và cái điều đó không chấp nhận được cho nên ông nó nói uh, khuyên là ông phía ukraine người dân ukraine nên kiên nhẫn để kết thúc chiến tranh rồi lúc đó chúng ta có thể thảo luận đến tiến trình hội nhập khối nato của ukraine uh, tuy nhiên để mà chấn an ông zelensky thì tổng thống biden nói mục tiêu của hoa kỳ và tổ chức nato và châu âu là tiếp tục hỗ trợ cho ukraine cho đến khi nào nhìn thấy chiến thắng đồng thời tìm kiếm một con đường hòa bình cho Ukraine à, sáng nay ông tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố bên phía NATO ngoài chuyện cung cấp vũ khí cung cấp viện trợ và nhắm tới vấn đề tái thiết Ukraine trong tương lai nhưng để làm được điều đó vấn đề tái thiết đó là phải tìm kiếm con đường hòa bình con đường hòa bình hiện nay thì không thể nói được bởi vì à, phải cần phía nga sẵn lòng ngồi xuống nói chuyện bên phía ukraine cũng phải sẵn lòng ngồi xuống nói chuyện trong đó chắc chắn vấn đề đất đai nhường đất lãnh thổ sẽ phải được đề cập bởi vì có những điều kiện mà phía nga không đồng ý cho đến khi nào họ bảo đảm được vấn đề an ninh của nga nhất là việc hiện nay đó thành viên của NATO bây giờ đã trở thành 32 rồi. Phần Lan là 31, Thụy Điển là 32. Và quay trở về những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị, mới đây có một bà bác sĩ chuyên về giải phẫu thẩm mỹ ở tại Ohio đó đã bị State Board của Ohio ngày hôm qua đưa ra cái quyết định là rút bằng vĩnh viễn nghĩa là bà không thể hành nghề ở tiểu bang này nữa sau khi nhiều lần ngoan cố uh, livestream trong lúc mà đang giải phẫu cho bệnh nhân là một cái uh, vi phạm nghiêm trọng về cái quyền riêng tư của bệnh nhân uh, cái luật của HIPAA ở tại uh, ở Hoa Kỳ này rồi chưa kể là những cái lần mà bà livestream như vậy đó thì những cái bệnh nhân đó sau này đều bị những cái biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ Thì đây là bà bác sĩ tên là Catherine Roxanne Roar thưa quý vị Mà ở trên TikTok đó thì bà uh, lấy cái tên là Dr. Roxy bà TikTok của bà có đến 800.000 followers lận Thì cái chuyện gì xảy ra? À, theo như bây giờ Steve cái cái... Uh, Um, cái cái hồ sơ điều tra của họ cho biết đây là những cái hình ảnh từ những cái lần video mà bả livestream đây thưa quý vị, nghĩa là trong lúc bệnh nhân đang nằm ở trên bàn phẫu thuật đó, đang hôn mê uh, thì bả chuyên cái chuyện là giống như là nâng ngực rồi nâng mông rồi hút mỡ. Vậy mà lúc đó những cái lần đó là vẫn mở phone lên livestream rồi nhiều khi nhìn chằm chằm vào cái màn hình đó rồi trả lời những cái người đang hỏi bả trên phone mà không có uh, giống như là để tâm vào cái cái chuyện phẫu thuật mà mình phải làm thì bây giờ Steve cho biết là khoảng bắt đầu từ năm 2018 đó là bà đã bắt đầu có những cái lần livestream đầu tiên thì khi đó à, chắc là bà đã bị bệnh nhân hay là Ai đó khiếu nại Thì Steve Ball, uh, những những lần đầu tiên Thì họ chỉ giống như là cảnh cáo thôi Họ nói là bà đã Violate cái cái đạo đức nghề nghiệp Cũng như là cái luật hiếp bà Ở Hoa Kỳ này Cho nên là họ cảnh cáo bà Thế nhưng đến năm 2021 Nghĩa là 3 năm liên tục Bà vẫn tiếp tục bả làm nữa Thì lúc đó Steve Ball đã yêu cầu Bà phải hoàn tất một cái lớp Nó gọi là Ethical Social Media uh, Giống như là đạo đức nghề nghiệp uh, trên các mạng xã hội vậy đó à, Thế nhưng sau khi mà bà hoàn tất cái lớp đó rồi đó vẫn tiếp tục nhưng mà giống như là không phải mỗi ngày mà chẳng hạn như cứ một hai tháng bà làm một lần à, cho đến tháng 10 năm 2022 vẫn còn livestream thì à, sau đó đó cái bắt đầu stable họ nhận được khiếu nại là trong cái quãng thời gian bà vừa mới học xong cái đạo đức nghề nghiệp trên mạng xã hội thì à, bà à, có một bệnh nhân trong lúc phẫu thuật đó à, bà không có để ý bởi vì bà cứ lo mà bà livestream đó bà chọc thủng ruột của người ta khiến người này bị nhiễm trùng và cái người bệnh nhân này đã khiếu nại lên Stebo và sau đó thêm một bệnh nhân nữa là trả tiền để mà vừa nâng mông và hút mỡ trong cái lần đó thì sau lần đó người này phải nhập viện vì không biết bà làm sơ suất làm sao mà cái cơ bụng của người này đó cứ đau hoài và bị uh, chảy máu ở bên trong à, hai cái, cái cái trường hợp như vậy cho nên là đến tháng 11 năm 2022 đó, State Board đã tạm rút bằng của bà thì chắc cảnh cáo trong vòng mấy tháng thôi, nhưng mà lần cuối cùng bà vẫn tiếp tục livestream nữa là vào đầu năm nay và vào tháng 4 năm nay lại tiếp tục livestream, cho nên bây giờ State Board đã đưa ra cái quyết định là bà này bảo rất là ngoan cố mà cứ mỗi lần livestream như vậy nhiều khi cái hình ảnh cái người bệnh nhân uh, dính ở trên cái màn hình của bà đó thì nó đã vi phạm luật, cho nên là State Ball rút bằng bà, bà không thể hành nghề ở tiểu bang này vĩnh viễn. Tuy nhiên bà vẫn có thể dọn đến tiểu bang khác và sau đó nộp đơn xin hành nghề ở những cái tiểu bang khác. Trong cái đó hình ảnh được giới truyền thông của Anh Quốc và Hoa Kỳ đề cập đến rất nhiều, đặc biệt là ở Anh Quốc, bởi vì lần đầu tiên ông Tổng thống Biden đến thăm và hội kiến với vua George đệ tam. À, quý vị xem hình ảnh này để thấy rằng là báo chí họ nhất là ở Anh quốc đó họ đề cập đến rất nhiều lần đầu tiên trong lịch sử. Tại sao như thế? Quý vị xem các hình ảnh này được hãng thông tấn Reuters ghi nhận và đây là hành động á à, lần đầu tiên trong lịch sử của nước Anh một lãnh đạo bất cứ lãnh đạo nào mà lấy tay chạm vào người của vua hoặc là của bà hoàng trong lịch sử chưa có ai chạm người của Elizabeth đệ nhị à, nhưng mà lần này thì chính ông Biden phá vỡ cái đường lối chính sách nguyên tắc của King và của bà Hoàng. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị xem các hình ảnh này sau phần quảng cáo. À, chưa hết. Người ta nói rằng cái bản tin này nó cũng có cái phần rất là lạc quan riêng với ông vua King Charles. Ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan Độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. thưa quý các khán giả ở bên xứ Anh quốc và chúng tôi nghĩ rằng nhiều các quốc gia mà còn có ở giữ chế độ là vua à, vân họ có một cái nguyên tắc bất di bất dịch đó là không được phép đụng chạm vào long thể và cái điều đó nguyên tắc này được giữ từ xưa tới giờ ở Anh quốc cho nên quý vị thấy tất cả những cái tục tiếp kiến của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đó tổng thống Obama tổng thống Trump vân vân đó, không hề có cái chuyện và họ bên phía tòa biệt ốc À, các à, ngoại giao họ đã nói rất rõ chớ nên dùng tay đụng chạm nếu không được phép họ cho phép với điều kiện đó là nữ hoàng Elizabeth đại diện cho phép thí dụ như là bà Obama ông Obama chạm vào à, những cái phần khác ngoài cái chuyện mà nữ hoàng đưa bàn tay ra mà bắt tay đó là tuyệt đối không có cái chuyện tiếp xúc sát với nữ hoàng nhưng mà nguyên tắc đó mặc dù được nhắc nhở nhưng mà chắc chắn chúng tôi nghĩ đã có cái sự thương lượng trước giữa ông Biden với ông King George. Cho nên chúng ta thấy ngay lập tức khi mới bờ bước xe ra, ông Biden có thể là thói, quen. Ông tiếp xúc với ai? Cái chuyện đầu tiên là ông lấy cái tay trái, ông ôm vào cái cái cùi trỏ để bày tỏ làm cái gì? Bày tỏ cái sự thân thiện, thân mật giữa hai nhà lãnh đạo với nhau. Đây cũng là hình ảnh ngoại giao vô cùng quan trọng mà bên phía tòa bạch ốc ông Biden muốn cho thế giới thấy. Bởi vì sao? Cái ngày lễ đăng quang của ông King Charles á, làm vua, ông Biden không có mặt và cái điều đó cũng phá vỡ cái nguyên tắc về ngoại giao. Lễ đăng quang rất quan trọng thời của bà Elizabeth đệ nhị đã cả lãnh đạo thế giới xem đó là một cái vinh dự tổng thống Mỹ, tổng thống Pháp vân vân là xuất hiện trong ngày lễ đăng quang. Riêng với lễ đăng quang của ông King Charles, ông Biden ông nói ồ tôi bận việc nhiều lắm cho nên không đến. Cho nên đây ông sau đó thì ông quay trở lại sau hội nghị thượng đỉnh NATO thì quay trở lại Anh quốc và đặc biệt Windsor Castle được đón tiếp lãnh đạo cao cấp nhất của phía Hoa Kỳ. Chưa hết thưa quý vị, không những nghĩa là cầm tay ông vua Tổng thống Biden tiếp tục À, vỗ vào lưng Vỗ vào vai Của King Charles nữa Đây quý vị nhìn thấy cái hình ảnh Đây đập tay vào vai Vào lưng của ông King Charles Mà đối với nguyên tắc của triều đình Anh ấy, Là ô ô cấm kỵ Tuy nhiên à, Hình ảnh này Người ta tin tưởng là King Charles Hoàn toàn đồng ý Với thái độ của ông Biden Để cho thế giới thấy Rằng là ông muốn đón tiếp và ông xem ông Biden cũng như ông Biden xem ông King Charles là buddy, hai người bạn đồng chí hướng về nhiều vấn đề. Thì sau đó hai bên đi vào đón tiếp nhau và thảo luận đến rất nhiều vấn đề bao gồm vấn đề môi sinh, vấn đề chiến tranh Ukraine, cuộc họp của khối NATO kết quả như thế nào và bên phía King Charles cũng bày tỏ sự hỗ trợ bởi vì mặc dù không trực tiếp lãnh đạo nhưng mà những tuyên bố những đề nghị của phía triều đình anh đó, king charles cũng rất quan trọng trong nỗ lực của chính quyền ông thủ tướng anh quốc hiện nay cho nên việc người ta xem cái việc mà đón tiếp rất trọng thể ông biden để gặp king charles vô cùng quan trọng đối với các chính sách về ngoại giao quốc tế và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị một người deputy của văn phòng cảnh sát trưởng quận los angeles hiện nay đang bị đình chỉ chức vụ để điều tra sau khi mà xảy ra cái chuyện là ông deputy này đó đã đấm vào mặt một người phụ nữ liên tục hai lần trong lúc mà bà ta vẫn ẩm một đứa nhỏ ở trên tay thì cái chuyện này xảy ra đúng một năm luôn thưa quý vị hình ảnh trên camera là ngày 14 tây tháng 7 năm ngoái à, thì bây giờ hồ sơ của phía cảnh sát cho biết đó là à, khoảng sau 12 giờ khuya hôm đó cảnh sát đã pull over một cái xe ở tại Palmdale bởi vì cái xe này không có headline thì khi mà cái xe ngừng lại đó thì bây giờ cảnh sát họ nói lúc đó họ mới thấy là cái người lái xe cũng là cái người phụ nữ này vừa lái mà còn vừa ôm một cái đứa nhỏ ngay trong lòng nữa là cái chuyện mà vô cùng nguy hiểm cho cái tính mạng của đứa nhỏ và ở trong xe đó thì bên ghế passenger một người phụ nữ khác đang ngồi ở ghế sau ba người phụ nữ mà cả ba người đó mỗi một người ẩm một đứa bé mà không có đứa nhỏ nào ở trong xe có car seat cả cho nên là ngay lập tức à, à, những người cảnh sát này đó họ gọi bác cấp và họ muốn à, giống như là còng hết những người phụ nữ nào mà đang ẩm mấy đứa nhỏ mà không có car seat thì những cái người mà ngồi ở băng sau đó thì khóc lóc năn nỉ vân vân nhưng mà không có chống cự đến phiên cái người cái bà lái xe đó thì trong report của cảnh sát có nói là thứ nhất bà vừa lái vừa để một cái đứa nhỏ ngay trong lòng mà chưa kể là cảnh sát ngửi được mùi rượu nồng nặc từ cái người này thì đến khi mà cảnh sát muốn giống như còng bả rồi lấy cái đứa nhỏ ra đó thì bà này là cái người mà có thái độ hung hăng và thách thức nhất bả uh, la hét rồi bả nói là uh, các người uh, trừ phi mà bước qua sát của tôi thôi chứ không có giật con của tôi thì đương nhiên bả chống cự vân vân thì trong lúc bả đang chống cự như vậy thì cái ông Deputy này nè ông mới bất ngờ ổng đấm vào mặt của bả hai lần thì cái đoạn body camera cho thấy như vậy thì sau khi đấm xong đó thì những người cảnh sát này mới còng tay được bà. Trong lúc mà bị còng thì đương nhiên bà vẫn tiếp tục la hét này nọ lên. Thì cuối cùng bây giờ đó phía cảnh sát họ truy tố cái người lái xe thứ nhất là tội DUI rồi lái xe mà không có bằng lái và cái tội là chiêu endangerment là gây nguy hiểm cho con nít rồi bốn cái người phụ nữ ở trong xe cũng bị truy tố cái tội mà gây nguy hiểm cho con nít luôn tuy nhiên mặc dù cái bà lái xe bả sai rành rành ra như vậy nhưng mà bây giờ bả về nhà bả đã thuê luật sư và bả bà muốn kiện cái người deputy mà đấm vào mặt của bả thì à, tuy nhiên cái cái chuyện mà bả sai là không nói rồi nhưng mà người cảnh sát mà đã dùng vũ lực đấm không dẫn vào mặt mà còn đến hai lần như vậy thì cũng thực sự không có cần thiết trong khi lúc đó cảnh sát là họ có ba bốn người ở đó họ có thể dàn khống chế bả à, tất cả đều là phụ nữ với con nít nhỏ xíu ở đây hết không có ai mang vũ khí thì cũng không có lý do gì để ông deputy ông đấm vào mặt bả à, bây giờ phía à, sáng ngày hôm nay đó FBI cho biết họ cũng đã nhận được cái thư khiếu nại từ luật sư của cái người phụ nữ này và họ cho văn phòng sheriff quận los angeles điều tra nội bộ trước thì chờ xem phía uh, sheriff ở los angeles có quyết định truy tố hình sự cái ông wd này hay không nếu mà không đó lúc đó fbi mới quyết định là họ có truy tố ông hay không Hàng tướng lãnh của nga đang lộn xộn và đây là những cái tin tức đồn đoán trước đây đã trở thành hiện thực sau khi một vị thiếu tướng ông Ivan Popov vừa bị sa thải cách chức luôn. À, sau khi có một đoạn audio, một đoạn ghi âm xuất hiện ở trên mạng cho thấy ông bày tỏ cái sự bất bình đối với tình trạng tranh chấp hỗn loạn trong hàng ngũ tướng lãnh của nga và trong đó ông nói thẳng đó, là bên phía bộ quốc phòng không lo vấn đề tiền tuyến mà cứ lo tìm cách hạ bệ người này tấn công người khác thậm chí tướng uh, Popov cũng nói rằng là tôi còn thậm chí lo sợ cho cá nhân tôi và gia đình tôi bởi vì có thể bị thanh trừng bất cứ lúc nào và đó là các bản tin đáng chú ý một lần nữa mời quý vị vào trong trang nhà Lưu đội sài gòn tv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin đã được cập nhật à, chiều nay trở lại với chúng tôi trong phần tin tức nổi bật nói về vụ án đưa người về nước đang à, chuẩn à, hiện nay thì đang được đưa ra để xử cả mấy chục hàng à, viên chức lãnh đạo của nhà cầm quyền việt nam cộng sản cùng với đinh quang thái và trong à, youtube mời quý vị nhớ nhấn nút like nút subscribe quý vị nhé Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.